tin di động trong nước được giảm 30% từ 14 đến 18 tháng 2 năm 99. Đang dùng thai và trúng thưởng đồng vàng trong chương trình khuyến mãi thần tài gõ cửa của Thai Suy Sạch mới. Chào bác, ở nhà bác có một vật thai không? Có, thai nè. Đúng rồi, vậy thì bác sẽ được thưởng một đồng vàng. Mà tôi dệt áo, đầu nữa dệt áo máy nó hay ra, tôi lông đà lông đốm hết cả mặt và áo này. Thường hà thật thì thai này nó chống cả giờ tôi cứ mua tiếp cái phòng hàng này. Bạn sẽ là người kế tiếp gõ đồng vàng đấy. Với đôi cánh, mình thật là tự do. Trước đây, trong những ngày ấy, mình thường lo băng bị dúng lại, gây rắc rối, nên mình rất ngại phải đi đâu. Nay, mình mới phát hiện ra Whisper có cánh. Chỉ có Whisper mới có lớp lưới Triwi phủ ra thành hai cánh bọc hai bên, giữ cho băng không bị dúng lại, thấm rất nhanh và không bị thấm ngược trở lại lên bề mặt, kể cả ở hai bên. Vì vậy, ngay cả trong những ngày đầu, mình vẫn có thể tự do làm bất cứ việc gì. Whisper sạch hơn, yên tâm hơn. Xin giới thiệu lắp mới với nhiều chất dinh dưỡng thiên nhiên. Tôi dùng lắp xím dành cho da hỗn hợp, có chứa protein giúp lại bớt chất nhờn và nuôi dưỡng các vùng da khô, làm cho da đẹp mịn màng. Lắp xím, bí quyết làm đẹp của tôi. Và cũng là của bạn, lắp bí quyết làm đẹp các ngôi sao thế giới. Da đầu không khỏe mạnh có thể gây ngứa và gầu, còn làm tóc yếu dẫn đến rụng tóc. Chúng tôi thử nghiệm với 3 loại dầu gội. Người thứ nhất dùng dầu gội thường, người thứ hai dùng dầu trị gầu thông thường, người thứ ba dùng clear. Với dầu gội thường, da đầu không khỏe, gầu vẫn còn, làm tóc yếu. Với dầu trị gầu thông thường, gầu có giảm nhưng tóc khô và dễ gãy trong khi chải. Với clear, gầu hết hẳn, tóc lại mềm, bóng mượt, dùng thật khỏe mạnh, giảm hẳn tóc rụng và hư. Clear do viện Elida Paris nghiên cứu và phát triển. Clear trị sạch gầu cho mái tóc khỏe đẹp. Giữ gìn sức khỏe, vệ sinh và giấc ngủ cho bé thực sự là vấn đề chúng ta luôn phải quan tâm. Vì lý do này, chúng tôi đã nghiên cứu sản phẩm Nanis. Nanis đặc biệt phù hợp cho trẻ em với chất Super Lazuven siêu hút và diệt trùng đã được kiểm nghiệm, không làm tổn thương cho làn da nhạy cảm của bé, không gây cảm giác khó chịu, khiến cho bé luôn cảm thấy thoải mái. Với Nanis, thật tiện dụng và tiết kiệm. Tôi luôn dùng sản phẩm Nanis cho tinh thần bé nhỏ của tôi. Chị Hoa hả? Một cặp bi tô mới đấy, chị Lý bảo tốt lắm. Mỗi lần khi chúng ta đi giúp bạn khỏe đẹp, bạn sẽ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.